Ngũ cốc là thực phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào với các loại vitamin khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Rất nhiều người thường xuyên sử dụng ngũ cốc nhưng không biết ngũ cốc để được bao lâu. Hãy cùng Hồng xem hết video để bảo quản đúng cách nhé. Khi mua nên chú ý thành phần các hạt có trong bột để biết thời gian sử dụng. Ngũ cốc có nhiều loại khác nhau nhưng cân bản chia thành hai loại. Loại chứa các hạt có dầu và các hạt không có dầu. Mỗi loại cũng có thời gian bảo quản khác nhau ngũ cốc chứa các hạt không có dầu gồm đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, gạo lứt. Thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn và cũng không để quá 6 tháng ở nhiệt độ thường. Nếu bỏ vào, ngăn mát tủ lạnh có thể sử dụng được 9 tháng. Ngũ cốc chứa các hạt mắc ca, ốc chó, hạnh nhân, điều, hạt sen sẽ chứa lượng dầu cao, thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn nếu ở nhiệt độ thường chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 tháng. Nếu để trong ngăn mát tủ lạnh có thể sử dụng từ 3 đến 4 tháng và ta nên hạn chế những yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí nữa. Dù ở điều kiện tốt đến mấy cũng không nên tiếc mà sử dụng quá lâu vì các chất dinh dưỡng trong ngũ cốc sẽ giảm dần, chất lượng ngũ cốc sẽ không còn được như ban đầu. Chúc các bạn sẽ chọn được sản phẩm ngũ cốc chất lượng tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.